Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra. Chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tiên tri cảnh báo, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, chú ý 4 tháng xui xẻo này, kẻo vận hạn triền miên, tiền bạc đội nón ra đi, vỡ nợ trắng tay trong năm 2024. Cuộc sống này có muôn vạn niềm đau, đừng so đo cái nào lớn nhất, có những điều bạc tiền hay vật chất chẳng sánh bằng khi vĩnh viễn mất đi. Cuộc sống này ai biết trước điều chi, cần trân trọng những gì đang tồn tại, nếu không muốn nơi tâm hồn ngây dại, bởi một ngày phải nói tiếng ăn năn. Cuộc sống này không tự vượt khó khăn, thì chớ hỏi sao chẳng bằng thiên hạ, nhưng cũng có những mảnh đời nghiệt ngã, phải âm thầm buồn bã lẫn đắng cay. Cuộc sống này còn có một ngày mai, làm động lực để miệt mài tranh đấu, biết cần cù không việc nào là xấu, hãy tự mình bước qua những điểm đau. Quý anh chị Giáp Dần thân mến, cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và bất hạnh. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không được đầu hàng, mà phải luôn mạnh mẽ vươn lên chờ đợi thành công tới. Thành công không đến với những người dễ dàng từ bỏ, mà đến với những người kiên trì nỗ lực và không ngừng cố gắng. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Có câu nói như thế này, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là bạn cần có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy, tạo dựng cho mình ranh giới đế chế riêng, xây lên cho mình bức tường thành nghị lực vững chắc trước mọi giông tố của cuộc đời. Vẫn mỏi mệt do Giáp Dần cố mà chán chờ đợi lắm rồi, chán ngóng trông lắm rồi, nhưng mà thời điểm chưa tới. Cưỡng cầu cũng vô dụng, nên thay vì cố đấm ăn xôi để chẳng được gì hết, thì tốt nhất thà không vội vàng gì, để chẳng được gì thì cũng chẳng mất gì vào thân, rồi sẽ đến thời điểm. Giáp Dần được bù vận bù may, còn giờ giản đơn là một khúc nghỉ ngơi, một đoạn thư giãn, làm cái gì cũng đủng đỉnh, cũng thong thả, thậm chí xác định làm cho có. Chứ méo mó chắc sẽ chẳng có gì trong cái tháng năm âm củ chuối này. Lại nói trời vẫn có nhìn, nhưng người vẫn có hại, nên cứ coi như ta nợ họ và chấp nhận những gì họ đang làm với ta. Dù đời có một chút thị phi, một chút nuốt lời, đôi ba sự thất hứa thì cũng là lẽ thường trong sự vận hành của nhân sinh, vậy nên Giáp Dần cũng chớ quá muộn phiền. Minh Đường Tử Vi ở đây để nhắc nhở Giáp Dần, dù có gặp bất cứ trở ngại nào cũng chớ có bỏ cuộc, vì đời quý anh chị cũng thua nhiều lắm rồi, cực nhiều lắm rồi, dù có thêm lần tới. Tức một số đoạn không thuận của 2024 này nữa, cũng chẳng đáng khiến bạn sờn lòng đi, thua thiệt thì có nhưng lấy lại mấy hồi, điểm rực rỡ nhất sẽ đến gần với Giáp Dần thôi. Vậy nên 1974 chớ có vội vàng, vì khi sống đến giờ thấm lắm việc sai thời điểm, tức sai toàn bộ, đúng thời điểm, nhầm lẫn cũng thành hay, một thách thức nhỏ sẽ có. Nhưng sau cơn giông bão luôn có những tia nắng ấm áp, tức một cơ hội mới để Giáp Dần bắt đầu lại sẽ dễ có sau cái đoạn trung vận này. Sẽ có người giúp, trời hỗ trợ, đời thuận hành, cho Giáp Dần một khung cảnh mới, một ước vọng vẹn nguyên. Mong Giáp Dần hãy hiểu, khi mọi thứ không ổn, hãy thay đổi kế hoạch, chứ đừng thay đổi đích đến. Giáp Dần muốn sống một đời phù hoa, muốn hưởng những thứ người bình thường không được hưởng, vậy thì Giáp Dần đứng dậy và phải chiến đấu. Phải kiên cường và đối diện với những nghịch cảnh mà người thường không cần phải đối diện khi mọi thứ không ổn. Hãy lập một kế hoạch mới, chứ đừng mất đi cái chất của bản thân, đừng thay đổi bản tâm do sự vần xoay của cuộc đời. Và mong Giáp Dần hãy nhớ, người đời không có nghĩa vụ phải thích bạn, không có nghĩa vụ phải hiểu bạn, phải yêu thương bạn, phải trân trọng và giúp đỡ hay ủng hộ Giáp Dần. Nhưng mỗi sáng thức dậy khi nhìn vào gương, quý anh chị nên yêu thương ủng hộ những gì mình đang thấy. Vì đấy là người duy nhất sẽ luôn kề cận ở bên, nâng đỡ bạn, dìu dắt bạn qua những sóng gió ở đoạn này. Nếu đã muốn một đời rực rỡ, mong quý anh chị hãy yêu thương chính mình.
Bề trí và kiên tâm, Minh Đường Tử Vi ở đây để nhắc nhở quý anh chị 1974 rằng năm 2024 không phải là năm nhàn tản với quý anh chị đâu. Sẽ có những nốt thăng trầm giáng bổng, bên cạnh đó lại có 4 tháng đại hạn mà quý anh chị cần nắm rõ để xoay chuyển vận mệnh, biến hung thành cát. Vậy 4 tháng đại hạn đó là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý anh chị nhé! Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu đôi nét về tính cách của tuổi Giáp Dần theo can chi ngũ hành. Theo tử vi thấy rằng, nam và nữ sinh năm 1974, tuổi Giáp Dần, tức tuổi con hổ, thường gọi là lập định chi hổ, tức hổ tự lập, mệnh thủy, tức đại khê thủy. Người tuổi Giáp Dần mệnh đại khê thủy là người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham thích nghiên cứu, có vốn kiến thức rộng, khả năng sáng tạo cao. Người tuổi Giáp Dần mệnh đại khê thủy yêu thích sự tự do, thoải mái, không thích bị bó buộc trong những khuôn khổ nào, thích dành thời gian làm những việc mình thích. Nếu được làm những công việc thuộc chuyên môn, họ sẽ phát huy được khả năng của mình rất mạnh mẽ. Những người này ưu tú và gan dạ, tuổi Dần được người nể phục vì lòng can đảm của mình. Ngay cả khi hai bên ở thế đối nghịch nhau, họ là chiến binh táo bạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ điều đúng đắn hoặc những gì bản thân tin tưởng, mặc dù đôi khi có thể ích kỷ với những điều nhỏ nhặt. Nhìn chung tuổi Dần thuộc tuýp người cực kỳ rộng lượng, con người họ không thể đoán trước, luôn dữ dội và hầu như lúc nào cũng vội vàng. Sức hấp dẫn từ tuổi Dần khiến người khác khó có thể khước từ. Con người họ vừa lôi cuốn mạnh mẽ, lại vừa có bá khí bức người, khiến bên ngoài nhìn vào tự động thấy có thể tín nhiệm được. Họ vừa huyên náo mà cũng có thể điềm tĩnh, vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Họ dũng cảm khi phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng ở những nơi bất ngờ, rùng rợn và bí ẩn thì có thể lộ ra những phần mềm yếu. Người tuổi Dần rất tự tin, đôi khi có lẽ là tự tin thái quá, họ yêu phiêu lưu, thậm chí nghiện cảm giác phấn khích, tốt nhất là bạn không nên thử thách lòng tự tôn của tuổi Dần. Họ thích người khác thuận theo ý mình chứ không thích vâng lời ai hết, tuổi Dần luôn trong trạng thái khẩn trương, bận rộn luôn chân luôn tay để hoàn thành mọi việc. Chính vì thế họ thường chọn làm việc một mình, con giáp này thích làm việc, họ cũng chăm chỉ và năng động nữa, dù là nhiệm vụ nào, họ đều rất nhiệt tình và mang lại thành quả có chất lượng cao. Tuổi Dần kiếm được nhiều tiền, nhưng thực sự họ không ham thích tiền bạc lắm. Và có một điều thú vị là ngay vào lúc tuổi Dần sợ hết tiền, họ lại có tiền bằng cách này hay cách khác, thành thử con giáp này cũng không mấy khi phải lo lắng về tài chính. Người thuộc tuổi Dần nhạy cảm và dạt dào cảm xúc, họ có thể làm nên những mối tình tuyệt vời, nhưng lại trở nên quá mãnh liệt trong tình cảm. Ngoài ra, tuổi Dần còn độc đoán, tính chiếm hữu cao, họ muốn bạn bè luôn đứng về phía mình, cùng chống lại kẻ xấu và vì họ rất đáng yêu, bạn thường nghe theo. Khi yêu, người tuổi Dần nồng nàn, say đắm và lãng mạn, nắm được ý nghĩa đích thực của sự điều độ quả là thử thách thật sự dành cho họ. Tuy nhiên, tuổi Giáp Dần lại là người làm việc theo cảm hứng, nếu có hứng thì làm rất tốt, nhưng nếu không có hứng thì kết quả sẽ không như ý. Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa, hiền lành, nhưng cũng rất khéo léo, uyển chuyển. Họ thích giúp đỡ người khác và cũng coi đó là một trong những niềm vui của mình. Có thể nói với 1974, những gì kỳ vọng và chờ đợi sắp được đáp lại, sắp có kết quả, tuy chưa hoàn mỹ như cái tật cầu toàn của Giáp Dần, nhưng ít ra cũng là động lực để họ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực và đi xa. Lộc không phải trên trời rơi xuống, chỉ là chút quả ngọt kết tinh từ sức lao động của bản thân, chút hanh thông thuận lợi do đất trời mang tới, nên Giáp Dần cứ an tâm mà hưởng, không phải ngại lo. Trước tiên, ta cùng đánh giá tổng quan tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 năm 2024. Theo tử vi thấy rằng, nhìn chung vận trình năm nay có thăng có trầm, ngũ hành lưu niên tương sinh, song vẫn có hung tinh tác động, quý anh chị sẽ cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi. Đôi khi bản mệnh có thể sẽ nghi ngờ chính bản thân mình, nếu không kịp giải tỏa sẽ rất dễ lâm vào khủng hoảng, tại thời điểm một số tháng trong năm không được lưu niên hỗ trợ, lại không có cát tinh soi chiếu, công việc làm ăn của người tuổi Giáp Dần cũng chỉ đạt mức trung bình, hầu như không có bước tiến nào mang tính đột phá hay thành công lớn. Với người làm công ăn lương, công việc vẫn y án như cũ, mức sống không đổi, người làm kinh doanh có một năm kiếm tiền khó khăn, đầy cạnh tranh. Tiền bạc cũng có lúc kiếm được nhưng đa phần tiêu hao hết, khó mà tích lũy. Tử vi khuyên quý anh chị trong năm cần thận trọng khi hợp tác làm ăn kẻo vướng họa lao ngục. Về tài lộc trong năm mới, dưới sự tác động của hung tinh gây nên không ít xáo trộn cho tài vận của quý anh chị trong năm này. Bên cạnh đó, sức khỏe giảm, đau ốm không khỏi, hao tốn nhiều tiền bạc cho chữa trị,
quý anh chị cần chú ý đến chế độ ăn uống. Bên cạnh đó hãy hạn chế đạm động vật để không làm tăng cholesterol, cao huyết áp, tiểu đường, khiến cơ thể giảm sút nghiêm trọng. Về tình duyên, gia đạo, các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có nhiều khúc mắc, xảy ra nhiều mâu thuẫn vì vấn đề quyền lợi. Bên cạnh đó anh em trong nhà không có quan điểm chung, hay cãi vã, hoặc có thể trực tiếp xảy ra kiện cáo. Những chuyện này sẽ khiến chủ nhà cảm thấy rất cáu kỉnh và muộn phiền lắm thay. Đánh giá từng phương diện. Về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Dần trong năm Giáp Thìn 2024 đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách, bản mệnh vẫn có cơ hội phát triển nhất định, đón những thay đổi tích cực nhờ có sao dịch mã chiếu mệnh. Song mọi thứ cứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu bạn không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Để đạt được thành công trong sự nghiệp, bạn cần phải tập trung vào mục tiêu của mình và đặt ra các kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Hãy đánh giá lại kỹ năng và kinh nghiệm của mình và tìm cách để phát triển những kỹ năng đó. Đừng ngại tham gia các khóa học hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm. Ngoài ra, hãy luôn cập nhật mới những thay đổi trong ngành của mình và tìm cách để phát triển các kỹ năng mới. Hãy tận dụng mọi cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm những cơ hội mới. Cuối cùng, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và kiên nhẫn. Thành công không đến với những người dễ dàng từ bỏ, mà đến với những người kiên trì, nỗ lực và không ngừng cố gắng. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Năm nay, dù bạn đang làm ở vị trí hay lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân. Đó là may mắn nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng mức đúng chỗ, sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Nếu bạn đang rơi vào tình trạng bế tắc, thậm chí thất nghiệp trong năm 2024, đừng suy nghĩ quá mức tiêu cực và tự phủ nhận bản thân. Hãy cho bản thân một quãng nghỉ ngắn, cân bằng lại tâm lý. Sau đó tiếp tục tìm kiếm việc làm, đừng quá lo lắng. Lúc này bạn sẽ chiêm nghiệm ra nhiều điều quý giá để thêm vững vàng. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Đối với các doanh nhân, sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt. Bạn cần theo dõi những thay đổi của thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó của thị trường. Đồng thời, các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn, cần được xử lý, giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Về tài chính, tài lộc năm nay có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biến động rất mạnh, nên về mặt quản lý tài chính bạn càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Trong năm nay, bạn có cơ hội khám phá những nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ. Tuy nhiên, những lĩnh vực này tuy hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy, hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học vừa làm, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vung tiền vào. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh điếu khách vào năm 2024, không chỉ bản thân họ mà cả người thân, bạn bè xung quanh tuổi Dần cũng có thể tiềm ẩn những nguy hiểm về sức khỏe. Điều này sẽ gây ra tổn thất nhất định về tiền bạc khi dùng tiền để chạy chữa bệnh tình. Vì vậy, hãy đề phòng và chăm sóc sức khỏe của mình và người thân một cách cẩn thận. Hãy tìm hiểu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh tật, tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh và đảm bảo giấc ngủ đủ giờ để giữ gìn sức khỏe tốt. Về sức khỏe. Trong năm tới, vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Con giáp này có thể vì bất cẩn hoặc va vấp, té ngã mà bị thương, tai nạn. Điềm báo cho thấy có họa đổ máu, chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc bén, mũi nhọn, đồng thời cũng phải nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn trong quá trình làm việc. Tuân thủ luật giao thông khi di chuyển đi lại để bảo vệ an toàn cá nhân và phòng tránh tổn hại về thể chất và tinh thần. Cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ, vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh tập luyện quá sức để giảm nguy cơ chấn thương. Về tình duyên, gia đạo. Tử vi thấy rằng mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định, thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý. Hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời. Điều này sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn và cuối cùng cả hai có thể tính đến việc chia tay. Chính sự nghi ngờ lẫn nhau thường dẫn đến xung đột, hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Năm nay sẽ là một thách thức với các cặp đôi đang trong quá trình yêu đương tìm hiểu, nhưng nếu sau tất cả những sóng gió đó, cả hai vẫn nắm tay nhau cùng vượt qua thì đích đến hạnh phúc đang nằm ngay trước mắt chờ đón hai bạn.
Để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, hai người cần phải tôn trọng lẫn nhau, luôn sẵn sàng bao dung và thấu hiểu. Hãy tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình và đối thoại để bảo vệ mối quan hệ của mình. Đừng để những bất mãn về công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hãy để những cảm xúc tiêu cực bên ngoài cánh cửa gia đình và tìm cách giải tỏa chúng một cách lành mạnh. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó, sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Giáp Dần sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn? Và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Đầu tiên đó là tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão. Việc làm ăn nhiều áp lực, ít vận quý nhân, việc gì cũng đến tay khiến đương số lúc nào cũng tất bật, căng thẳng, gia đạo bất ổn, có sự hiểu nhầm gây rạn nứt trong quan hệ lứa đôi. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Giáp Dần có thể sẽ gặp phải những chuyện rắc rối mà bình thường bạn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy tới với mình. Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng, ai nghĩ lại mang họa vào thân. Cục diện tương hình, cục diện này có thể khiến cho người ấy sinh nghi ngờ với bản mệnh khi thấy tuổi Dần sẵn sàng lên tiếng vì người chẳng có quan hệ mật thiết gì với mình, gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Theo lịch vạn niên 2024, thương quan nhập cục cảnh báo về nguy cơ mắc phải sai sót trong công việc đầu tháng này của bản mệnh. Những chú hổ tưởng chừng sắt đá nhưng lại mềm yếu vô cùng vì tình cảm mà chẳng thể giữ được bình tĩnh. Tháng xui xẻo thứ hai mà tuổi Giáp Dần cần chú ý trong năm 2024 đó là tháng 4 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ. Xuất hiện thách thức trong công việc nhưng đồng thời cũng là cơ hội để bứt phá, tạo dấu ấn riêng trong tập thể. Trong nguy có cơ, làm tốt còn được cất nhắc, trong nhà có hỷ tín, có tin cưới hỏi hoặc sinh con đẻ cái. Trong tháng 4 quý anh chị đang có khá nhiều biến động trong tài vận, theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay. Tử vi khuyên bạn đừng theo đuổi những gì không phải là của mình để tránh lãng phí thời gian, công sức. Đôi khi nghe những lời khuyên có lý nên bạn cũng dễ siêu lòng, nhưng thực ra họ đang biết điểm yếu và đánh vào đó để bạn nghe theo đó. Thời gian này đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn phải tỉnh táo và giữ tinh thần vui vẻ khi làm việc, chú ý đến mọi tiểu tiết dù là nhỏ nhất để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận của tuổi Dần trong tháng 4 này có nhiều thăng trầm, đã tới lúc bạn phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính. Không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay đầu tư khi bản thân chưa thực sự hiểu, nếu không làm được như vậy, tiền chỉ có không cánh mà bay thật. Về sức khỏe, dù trong tháng tới công việc bận rộn, bạn trở nên lơ là với cơ thể của mình, bỏ bữa sáng, không tập thể dục, ăn uống không lành mạnh, ngủ không đủ giấc, không thải độc và thư giãn. Tất cả chúng đều khiến cơ thể bạn mệt mỏi mỗi sáng thức dậy, đó là lý do bạn lãng phí khá nhiều thời gian của mình mỗi ngày mà không thể tập trung làm việc. Về tình cảm, gia đạo, có lẽ cái tôi quá lớn của mỗi cá nhân không cho phép sự nhún nhường xuất hiện, thậm chí nó còn mách bảo rằng việc nhận lỗi khiến chúng ta trông có vẻ rất ngốc nghếch và đáng thương. Bạn cần học cách thừa nhận lỗi của mình nếu đã lỡ có thái độ không mấy tích cực. Bên cạnh đó, mâu thuẫn thường dẫn đến sự tức giận không thể kiểm soát và điều này sẽ tối đa hóa những rắc rối trong mối quan hệ. Quý anh chị hãy lưu ý thật kỹ những điều trên đây để mọi vấn đề luôn luôn được giải quyết một cách tốt nhất nhé. Tháng tiếp theo, tuổi Giáp Dần cần phải chú ý, đó là tháng 7 năm 2024 âm lịch, tháng Nhâm Thân. Tránh đầu tư mạo hiểm hoặc tham gia các trò may rủi kẻo cháy túi, rơi vào cảnh nợ nần, sức khỏe giảm sút, đề phòng các bệnh về mắt hoặc hệ thần kinh. Xem tử vi thấy rằng, tuổi Giáp Dần trong tháng 7 năm 2024, tháng Cô Hồn, về phương diện công danh sự nghiệp, quý anh chị phải đối diện với nhiều trở ngại, áp lực, nên thăng trầm bất ổn, có những hạng mục tưởng chừng sắp hoàn thiện nhưng lại trục trặc giữa chừng, nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Tử vi thấy rằng, trong tháng 7 Cô Hồn xuất hiện các dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh, nếu quý anh chị không kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh, dù nhiều áp lực, thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn có, quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời để mưu cầu đại sự hay không. Tin buồn đến với Giáp Dần, tháng mới có tài tinh chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao rình rập, tài vận giảm sút đáng kể. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui, hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ nếu đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm. Tử vi nhắc nhở bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với điềm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình hình kinh doanh, buôn bán không lý tưởng,
sức cạnh tranh ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông trì trệ. Về tình cảm, tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có cải thiện, cả hai ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược khiến tình hình thêm căng thẳng. Nguyên nhân bắt nguồn từ những sự nghi ngờ, ghen tuông, xung đột về tiền bạc, chuyện con cái. Dù thế nào đi nữa, nếu không nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề và cách để khắc phục, e rằng hôn nhân sẽ rạn nứt. Để giải quyết tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng, cả hai cần phải tìm cách giải quyết những sự nghi ngờ, ghen tuông, xung đột về tiền bạc, chuyện con cái một cách hòa bình và đối thoại. Hãy tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung và thấu hiểu. Hãy tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình và đối thoại để bảo vệ mối quan hệ của mình. Nếu cả hai không thể tự giải quyết được vấn đề, hãy tìm đến các chuyên gia tâm lý hoặc các chuyên gia tư vấn hôn nhân để được giúp đỡ. Hãy nhớ rằng, hôn nhân là một cuộc hành trình dài, cả hai cần phải cùng nhau vượt qua những khó khăn để đạt được hạnh phúc và sự ổn định trong cuộc sống. Về sức khỏe, người tuổi Dần hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn, nhưng vì áp lực tinh thần nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, bạn nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, đi đứng thận trọng, chú ý giữ tỉnh táo khi điều khiển phương tiện giao thông, trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Và cuối cùng, tháng 12 năm 2024 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Cơ thể suy nhược do áp lực tinh thần, ưu tiên nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận kẻo bị ngộ độc thực phẩm trong các buổi tiệc tùng. Trong nội tộc có điềm tang chế, đi xa có lợi về tiền bạc nhưng hại về sức khỏe. Tử vi 2024, tháng Đinh Sửu, cũng là tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, công việc của tuổi Dần suôn sẻ hơn. Về công danh và sự nghiệp, quý anh chị không gặp phải trở ngại gì quá lớn và không chịu áp lực nặng nề. Ngược lại, quý anh chị đang chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc nhiệt tình quá mức có thể khiến người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu, khoe khoang. Hãy giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng người khác để giữ được sự tương tác tốt đẹp với mọi người. Nếu bạn đang tìm kiếm cách để nâng cao sự nghiệp của mình, hãy tập trung vào mục tiêu của mình và đặt ra các kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Hãy đánh giá lại kỹ năng và kinh nghiệm của mình và tìm cách để phát triển những kỹ năng đó. Đừng ngại tham gia các khóa học hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm. Ngoài ra, hãy luôn cập nhật với những thay đổi trong ngành của mình và tìm cách để phát triển các kỹ năng mới. Hãy tận dụng mọi cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm những cơ hội mới. Cuối cùng, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và kiên nhẫn. Thành công không đến với những người dễ dàng từ bỏ, mà đến với những người kiên trì, nỗ lực và không ngừng cố gắng. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tử vi về sức khỏe. Tết đang đến gần và có rất nhiều việc phải lo lắng. Tuy nhiên, hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của bản thân một cách cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ. Hạn chế làm việc quá sức, hãy tận dụng thời gian để thư giãn, tập thể dục và ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe tốt. Nếu bạn cảm thấy triệu chứng của mình không giảm sau một thời gian dài, hãy đến bác sĩ để được khám và điều trị kịp thời. Hãy tận hưởng mùa Tết với tâm trạng thoải mái và đầy niềm vui. Chính ấn báo hiệu thời điểm đột phá của con giáp này đã đến. Hãy quyết tâm để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Đừng ngại cống hiến, bởi công sức bạn bỏ ra hôm nay rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào thời gian tới. Vận trình tình cảm không lý tưởng, mâu thuẫn, xung đột thường xuyên xảy ra ở các cặp đôi. Hai bạn nên dành nhiều thời gian chia sẻ hơn để tháo gỡ trục trặc. Vâng thưa quý anh chị, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi nói trên, tuổi Giáp Dần cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé! Đầu tiên đó là tháng 9 năm 2024 âm lịch, tháng Giáp Tuất. Công việc có tiến triển tích cực, chuyển công việc hay lĩnh vực cũng có lợi tại thời điểm này, đương số nên cân nhắc. Theo bước chân của vận mệnh, tháng 9 tiếp cận quý anh chị như một bức tranh động, phát triển với sự thăng trầm đặc sắc. Tử vi cho biết rằng âm vận của quý anh chị đang biến động khó lường, với những cung bậc tình cảm có thể là tốt đẹp hoặc khó khăn. Tam hợp quý nhân và những tinh thần phúc tinh cao quý như những vì sao phát sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng khắc sâu vào vận mệnh, giúp giải quyết những khó khăn trước đó. Công việc thuận lợi, cuộc sống mở ra những cánh cửa mới và mọi thứ dường như tiến triển theo hướng tích cực. Tuy nhiên, với sự không ủng hộ của Nguyệt lệnh, quý anh chị Giáp Dần cần giữ cho bản thân mình sự cẩn trọng và sự dè chừng trong mọi quyết định. Không nên hấp tấp, vội vàng mà bỏ qua cảnh báo của vận mệnh vì có thể dẫn đến thất bại không mong muốn. Trong tháng này, Dần tỏ ra rất tài tình và nguồn thu nhập có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, do vận khí còn đang lảo đảo,
quý anh chị cần tỉnh táo và không nên đầu tư quá lớn kẻo mất mát không đáng có. Việc quyết định nên dừng lại ở đâu là điều quan trọng để tránh rơi vào bẫy của tham lam và tiếc nuối. Phương diện tình cảm của quý anh chị tuổi Giáp Dần trong tháng mới có nhiều khởi sắc, chịu ảnh hưởng của tam hợp, mọi khoảnh khắc đều tràn ngập sức sống và nhiều ánh sáng khởi sắc, như những đóa hoa mở cánh khoe sắc dưới ánh bình minh hồng ngoại. Tam hợp cục hiện diện như những dải nắng ấm áp, mở ra những cánh cửa mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt là đối với những linh hồn độc thân đang lang thang giữa thế giới, hãy tận dụng cơ hội này để tìm kiếm một người đặc biệt và xây dựng một mối quan hệ tình cảm vững chắc. Đừng ngại thể hiện cảm xúc của mình và tìm cách để tạo dựng sự gần gũi và tin tưởng với người kia. Hãy luôn tôn trọng ý kiến của đối phương và sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh chiếu mệnh, khiến thể trạng sa sút, tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Tiếp theo là tháng 11 năm 2024 âm lịch, tháng Bính Tý. Thu nhập có sự gia tăng do nhận được lương thưởng hoặc nguồn thu phụ. Việc làm ăn tuy bận rộn nhưng đạt kết quả khả quan, có thể được đề bạt thăng tiến. Xem tử vi cho thấy sang tháng Bính Tý, tuổi Dần được nguyệt lệnh ủng hộ, bộ ba cát tinh, tả phù, nguyệt mã và thiên vu cát thần hiệp lực hỗ trợ, công việc trên đà thuận lợi, có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Trong bức tranh vận mệnh của tháng này, cả quý nhân vận và tiểu nhân vận đều như một bức tranh mỹ thuật, hòa quyện và phồn thực trước sự đa dạng này. Bản mệnh được khuyến cáo nên trải qua mọi tình huống với sự thận trọng và tinh tế, như một người nghệ sĩ tài năng biến những mảng màu khác nhau thành một bức tranh đầy hấp dẫn. Điều này không chỉ giúp giữ lòng cấp trên mà còn ngăn chặn sự can thiệp phiền toái từ tiểu nhân, giữ cho cuộc sống xã hội diễn ra một cách êm đềm và đẹp đẽ. Dù tài lộc vẫn duy trì ở mức ổn định, nhưng cảnh báo về việc phát sinh nhiều khoản chi tiêu không lường trước, nên thực hiện sự kiểm soát và kiên nhẫn trong việc quản lý tài chính, tránh những chi tiêu vô ích có thể dẫn đến sự lãng phí không đáng có. Về phương diện sức khỏe, cuộc sống bận rộn của tuổi Dần có thể đặt ra thách thức, việc ăn uống không đúng bữa, thường xuyên tham gia tiệc tùng và cảm giác mệt mỏi thường xuyên nằm trong tình huống tiềm ẩn. Để bảo vệ sức khỏe, đề xuất điều chỉnh lại lịch trình, tập trung vào chế độ ăn uống cân đối và thực hiện những hoạt động thể dục nhẹ nhàng. Sự chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và có thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống. Chuyện tình cảm không có vấn đề gì to tát, có chăng chỉ là đôi chút giận hờn, chưa thành cãi vã, chỉ cần bạn khéo léo dỗ dành đối phương, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý anh chị Giáp Dần thân mến, hãy cho mình khoảng không gian riêng, cảm nhận khoảng không gian tĩnh lặng đó và thấy mọi khổ sở tự tiêu biến. Chúng vốn chỉ là thứ ảo giác, một giấc mộng không đáng phải mệt mỏi, giải quyết bằng những suy nghĩ lời nói lẫn hành động. Có hai học trò nọ, vì bất đồng quan điểm mà cãi cọ, giận dỗi, thậm chí động tay động chân với nhau, vị thiền sư thấy vậy bèn bảo. Mỗi người ra con sông đằng kia, người ngồi bờ đông, người ngồi bờ tây, khi nào hết giận thì về gặp thầy. Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, cả hai bèn trở về thiền đường gặp thầy, khi nhìn đối phương, không hiểu sao, bên trong họ lại chẳng còn giận dỗi hay thậm chí cũng chẳng buồn nhắc lại chuyện cũ. Lời nói không thể giúp cho chúng ta hiểu nhau, thậm chí càng nói càng sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Khi thương yêu, người ta nghĩ rằng hãy chia sẻ bằng ngôn từ cho thật nhiều thì đối phương sẽ hiểu mình. Nhưng thực tế thì càng nói, sự giận dỗi, tranh cãi, lạnh nhạt giữa mọi người vẫn thường nảy sinh, thậm chí càng nói càng dễ bị lỡ lời, càng rơi vào chỗ khó xử. Ngôn từ là một giới hạn rất nông cạn, nó không thể phản ánh sự thật, không thể bộc lộ những chiều sâu tĩnh lặng. Trong yêu đương, khi cãi nhau người nữ thường muốn phải nói tận cùng đến khi giải quyết được việc. Còn người nam thì thường chọn im lặng hoặc động tay động chân. Nhưng người nữ không biết khối đau khổ bên trong họ đang muốn phóng chiếu chất độc ra thành lời, đang muốn thỏa mãn cái uất ức khó chịu trong lòng. Họ không biết chỉ khi tâm tĩnh lặng thì mọi chuyện đều êm đẹp. Còn người nam khi giận dữ lại động tay động chân gây tổn thương cho đối phương, khối đau khổ bên trong họ bộc phát thành hành động tiêu cực. Khi đau khổ, hãy im lặng tĩnh lặng trong không gian riêng. Không gian là nơi mà mọi suy nghĩ, cảm xúc sinh ra và tự diệt vào không gian. Khi mọi nỗi niềm và nghĩ suy diệt vào không gian, chỉ còn lại là sự tĩnh lặng. Lúc ấy hãy là tĩnh lặng, cảm nhận sự tĩnh lặng đó lâu nhất có thể. Mọi hạt giống đau khổ sẽ tự tiêu biến vào khoảng không gian đó. Và rồi, dần dần bạn sẽ cảm nhận sự lắng sâu từ bên trong, dù mọi thứ bên ngoài đang diễn tiến theo quá trình của chúng. Đừng cố gắng để giải quyết những bực bội trong lòng thông qua việc diễn giải nó thành lời nói, thành hành động. Vì điều đó chỉ kéo dài quá trình từ sinh đến diệt của chúng mà thôi. Lúc này,
Việc đi sâu vào tĩnh lặng gặp khó khăn vì sự lì lợm và bướng bỉnh của khối đau khổ đã được nuôi dưỡng, không chỉ thường xuyên mà còn với cường độ mê đắm. Hãy cho mình khoảng không gian riêng, cảm nhận khoảng không gian tĩnh lặng đó và thấy mọi khổ sở tự tiêu biến. Chúng vốn chỉ là thứ ảo giác, một giấc mộng không đáng phải mệt mỏi giải quyết bằng những suy nghĩ, lời nói lẫn hành động. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Giáp Dần cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông, thuận lợi. Kính chúc anh chị bước sang năm Giáp Thìn, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc anh chị nhé! Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.